Hòa thượng đã khích lệ chúng tôi, đặc biệt khi Ngài lớn tuổi. Ngài khuyến khích chúng tôi, những người đã thân cận Ngài một thời gian dài, nên đi học và lấy bằng cấp. Ngài không khuyên như vậy trong thời gian ban đầu. Vì thế, tiến sĩ Verhoeven đã đi học và lấy bằng, và thầy Hằng Thật cũng lấy bằng. Và tôi là một người khác trong thời kỳ đó. Ngài cũng bảo tôi lấy bằng, lấy một bằng tiến sĩ. Tôi đã có bằng tiến sĩ từ trường DRBU. Bằng tiến sĩ của tôi đã được chứng nhận là hợp pháp vào thời điểm đó. PhD at the time, nhưng and then later, sau đó, quyền hạn cấp học vị tiến sĩ của trường đại học chúng tôi đã bị lấy đi, và chúng tôi chỉ có thể cấp bằng thạc sĩ, nên Hòa Thượng bảo tôi đi học lấy bằng tiến sĩ khác. Tôi đã không làm điều đó. Tôi phải nói là thật tuyệt khi tiến sĩ Verhoeven đã làm điều đó, và thật tuyệt khi thầy Hằng Thật đã làm điều đó. Đáng lẽ ra tôi nên có một bằng. Đây là một trong những điều mà tôi đã không nghe theo lời của Hòa Thượng. Nhưng điều tôi muốn nói là toàn bộ sự hiện hữu của Ngài ở đây với chúng tôi là một sự giáo dục. Nói cách khác, chúng tôi đã tham gia được rất nhiều lớp học với sự hướng dẫn của Ngài, và chúng tôi cũng nghe giảng kinh mỗi ngày, ít nhất mỗi ngày một lần, có thể hai hoặc ba lần mỗi ngày. Hòa Thượng không bao giờ ngừng giảng kinh trong suốt những năm chúng tôi ở bên Ngài. Mỗi ngày Ngài đều giảng kinh. Ngài đã khuyến khích chúng tôi xem chú giải và đoạn kinh văn trước, và đôi khi Ngài gặp chúng tôi để giải nghĩa lời kinh. Đã có điều đó. Và các lớp học Ngài dạy, nhiều lớp học, ví dụ học cách đối câu đối, là điều mà người Tây Phương chúng tôi không có khái niệm gì cả. Và Ngài dẫn dắt chúng tôi qua việc học câu đối tiếng Trung Hoa, và chúng tôi đã rất hào hứng với điều đó. Đó là một trong những lớp học thú vị nhất mà chúng tôi từng học. Do đó, mặc dầu chúng tôi có nhiều người vào thời gian ban đầu, Ngài đã không khuyến khích chúng tôi ra ngoài đến học các trường đại học. Ngài đã cho chúng tôi một nền giáo dục vững chắc, không chỉ về kinh điển, mà còn có cả những điều giúp ích cho chúng tôi. Ví dụ như khi chúng tôi trở thành thầy cô giáo, khi chúng tôi dạy ở các trường học, Ngài sử dụng giáo dục vì thời niên thiếu Ngài không được học hành nhiều. Ngài học chính thức 2.5 năm ở trường. Sau đó, Ngài mở lớp học miễn phí tại nhà để dạy cho mọi người. Khi đó, Ngài khoảng 18 tuổi, đã giúp giáo dục nhiều người mà nếu không, thì họ không được tiếp nhận giáo dục bởi vì họ không đủ khả năng trả chi phí cho việc học. Và Ngài cũng nói đi nói lại nhiều lần rằng những người trẻ tuổi hôm nay là những nhà lãnh đạo mai sau, và giáo dục chắc chắn là điều quan trọng nhất. Những người trẻ tuổi cần phải có sự hiểu biết sâu rộng về thế giới. Và như quý vị biết thì cách giáo dục của Ngài đem lại nhiều bàn luận. Ngài mời người nào đó tới đây vào cuối tuần và giới thiệu cho chúng tôi, và Ngài nói được rồi, người này sẽ làm gì đó. Như lần có một người đàn ông đến, người đó đã thôi miên chúng tôi. Lần đó tất cả chúng tôi đều phải đến dự, tất cả chúng tôi phải ngồi ở vô ngôn đường khoảng 2 tiếng đồng hồ. Trong khi diễn giả này thôi miên chúng tôi, anh ta thôi miên chúng tôi bằng cách nào? À, anh ta đọc như thế này. Anh ta cứ đọc và đọc, đọc, đọc mãi. Và quý vị thậm chí còn không hiểu anh ta đọc gì, nhưng anh ta vẫn cứ tiếp tục đọc. Một lát sau, lúc đó tôi đang ngồi hàng ghế đầu, và toàn bộ phía sau bắt đầu hỗn loạn. Và chuyện đã xảy ra khi đó là anh ta triệu hồi quỷ thần để nhập vào những người trong phòng dựa vào khả năng thôi miên của anh ta. Và mọi người, những người như quý vị, đứng dậy và nhảy múa, la hét và hát hò. Cả tu sĩ và cư sĩ. Tình trạng này tiếp diễn cho đến cuối cùng. Quý vị không cần phải viết điều này ra. Quý vị sợ hãi. Cuối cùng anh ta bắt đầu chậm lại. Anh ta vẫn cứ tiếp tục đọc và đọc, đọc hoài, đọc mãi. Và anh ta tiếp tục chậm lại. Và anh ta vẫn không dừng lại, và chúng tôi không hiểu tại sao. Bởi vì chung quanh đã trở lại yên tĩnh như cũ. Từ đầu đến cuối, tôi không hề quay đầu lại, nhưng tôi có thể nghe thấy những gì đang diễn ra phía sau. Tất cả đều im lặng, nhưng anh ta vẫn không dừng lại. Cuối cùng một trong những người phụ tá đã nói điều gì đó với anh ta. Rồi anh ta dừng lại. Chuyện đã xảy ra là trong chúng tôi có một người có bệnh tương tự như bệnh Parkinson đang có mặt trong phòng đó, và người đó luôn run rẩy. Và người diễn giả không biết là người đó luôn run rẩy, nên anh ta tưởng có một hồn ma vẫn chưa rời ra khỏi người đó.
Vì vậy anh ta cứ chờ đợi và chờ đợi cho đến khi cuối cùng hiểu ra đó là một chứng bệnh và đó không phải là một hồn ma nhập. And then sau đó, như quý vị biết, chúng tôi đã có thời gian gặp lại sau việc này. Chúng tôi trao đổi với nhau. Hòa thượng hỏi, các con đã nghĩ gì? Và chúng tôi hoặc hoàn toàn bị sự việc đó lôi cuốn vào, hoặc hoàn toàn không bị. Và chính việc đó cũng là một bài học. Hòa thượng đã dạy chúng tôi theo những cách mà chúng tôi chưa từng học trước đây. Nếu Ngài không đưa người đến thử chúng tôi, và vì sống trong tu viện rất khép kín, chúng tôi sẽ không hiểu được điều đó. Tôi nhớ có lần Ngài dẫn một người biết tà thuật đến, và Ngài không nói trước với chúng tôi là người đó chánh hay tà. Ngài chờ đợi xem tất cả chúng tôi nói gì, và thế là chúng tôi học được bài học. Chúng tôi lắng nghe mọi người nói ra suy nghĩ của mình. Nhờ vậy mà chúng tôi đã hiểu thêm nhiều điều so với trước đây. Do đó, sự giáo dục của Ngài ở đây với chúng tôi, tại các tu viện ở đây, tại Vạn Thập Thánh Thành, đều rất đa dạng. Thậm chí quý vị có thể nói rằng nó khác thường. Chúng ta hẳn sẽ không được học những điều như vậy ở các trường đại học. Những gì chúng tôi học được thật đặc biệt. Để tôi kể cho quý vị nghe, hiện tại trong thời mạt pháp này, không có nhiều vị thiện tri thức. Tất cả những vị thiện tri thức trên toàn thế giới, những vị thiện tri thức chân chánh, thật vô cùng hiếm hoi. Tất cả những vị thiện tri thức nổi tiếng, không nhất định là thiện tri thức. Trong khi đó, những vị thiện tri thức không có tiếng tâm thì quý vị vẫn chưa nhận biết ra họ là thiện tri thức. Bởi vậy quý vị giống như một con ruồi bay về phía đông để tìm vị thiện tri thức, rồi lại bay về phía tây để tìm vị thiện tri thức. Cứ bay khắp nơi đông tây nam bắc, bay lên, bay xuống, rồi lại bay va vào tường, rồi lại bay lao vào cửa kính. Rốt cuộc quý vị có thể tìm được vị thiện tri thức không? Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Một vị thiện tri thức chân chánh thì vị đó sẽ không phô trương bản thân mình, sẽ không nói nhiều điều về bản thân mình có đắc được cái này hay đắc được cái kia, hoặc cũng không tự nói mình là hóa thân Phật gì đó, hoặc là hóa thân của Bồ Tát gì đó. Phàm bất cứ ai tự mình công khai cho rằng mình là hóa thân Phật gì đó, hóa thân của Bồ Tát gì đó, đây đều là thiên ma ngoại đạo, mê hoặc tâm trí con người. Chúng biết được quý vị không phải là người hiểu Phật Pháp, mà chỉ là người có lòng tham, muốn đến đây để tìm lợi ích gì đó, muốn được lợi ích gì đó cho bản thân. Trên thực tế, chính là đã bị rơi vào vòng quyến thuộc của ma vương. Nếu như quý vị có thiện căn, thì một cách tự nhiên, quý vị sẽ có nhân duyên gặp được vị thiện tri thức. Đúng thời điểm hội tụ đủ nhân duyên thì sẽ gặp được vị thiện tri thức, sẽ hướng dẫn quý vị. Khi gặp được vị thiện tri thức chân chánh, quý vị phải có khả năng nhận ra vị thiện tri thức này, vị thiện tri thức chân chánh thì không có tâm tham, không có tâm tranh, không có tâm mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi. Nếu có thể làm được tất cả những điều này thì người đó là một vị thiện tri thức chân chánh. Nếu không thể làm được như vậy thì người đó là quyến thuộc của thiên ma ngoại đạo. Lúc đó họ khiến quý vị làm điều thật điên đảo, khiến quý vị không còn trí tuệ chân chánh, không còn biết tự chủ chân chánh. Hôm nay tôi nói điều này, mọi người phải chú ý ghi nhớ kỹ. Quý vị đừng để chỉ vì lòng tham của bản thân mà không được gặp bậc thiện tri thức. Nếu quý vị muốn gặp một vị thiện tri thức chân chánh thì phải không có tâm tham. Chỉ có như vậy thì quý vị mới gặp được vị thiện tri thức chân chánh. Cầu pháp thì cần phải có tâm chân thành, phải luôn luôn ghi nhớ. Mình phải cầu một vị thiện tri thức đến chỉ dạy cho mình.
Không phải là tôi có tham cầu đến một nơi nào đó để tìm một người nào đó có thần thông, hay để tìm hóa thân của Bồ Tát nào đó, hay hóa thân Phật nào đó. Dù cho người đó có là hóa thân Phật, là hóa thân Bồ Tát, thì người đó vẫn sẽ không thể, không có cách nào để giúp quý vị khai ngộ. Quý vị cần phải tự mình dụng công tu hành, chỉ có cách này mới giúp quý vị đạt được lợi ích chân thật. Vì vậy, về điểm này, nếu quý vị không hiểu tường tận điểm này, thì quý vị sẽ mãi mãi là một Phật tử giữa đám quyến thuộc của ma vương. Quý vị cũng không phải là một Phật tử chân chánh. Ha ha ha,